quý vị độc giả, đây là bản tin truyền hình của Báo Giao thông. Quý vị và các bạn có thể theo dõi tại website www.baogiaothong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải hôm 21 tháng 3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá Bộ Giao thông Vận tải là bộ có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng giao cao nhất. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến thời điểm kiểm tra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 610 nhiệm vụ. So với các bộ ban ngành khác, số lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành 509 nhiệm vụ, đạt 83%. Trong số 101 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 99 nhiệm vụ vẫn đang trong hạn và chỉ có 2 nhiệm vụ đã quá hạn. Thông qua tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt ý kiến về 9 vấn đề, yêu cầu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải giải trình rõ thêm và có giải pháp xử lý. Trong đó có 3 vấn đề nóng cần tập trung làm rõ và xử lý dứt điểm trong thời gian tới là xe dù bến cóc, tình trạng xe quá tải quá khổ tái diễn và vấn đề nạo vét cát lòng sông. Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận một sự cố nghiêm trọng uy hiếp an toàn bay khi phi công trên 2 chuyến bay của hãng hàng không Vietjet Air đã không thể liên lạc được với kiểm soát viên không lưu đêm mùng 9 tháng 3. Cơ quan này khẳng định đây là sự cố gián đoạn dịch vụ không lưu uy hiếp an toàn cao. Đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam VATM cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, các trang thiết bị của đài kiểm soát không lưu hoạt động bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do kiểm soát viên không lưu không thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định. Cục Hàng không Việt Nam đã đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của kiếp trực, chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử phạt hành chính 2 kiểm soát viên của kiếp trực. Sau đây là phần điểm những tin tai nạn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ PC46 thành phố Hồ Chí Minh tử vong, 3 chiến sĩ khác bị thương. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3, tổ công tác của phòng PC46 công an thành phố Hồ Chí Minh di chuyển bằng ô tô biển xanh từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tai nạn. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 3 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe container tại khu vực chân cầu Thanh Trì. Tuy không có thương vong, nhưng một chiếc xe container chở hàng đã lao đầu xuống vệ đường, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nhiều giờ. Tối ngày 20 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên đầu trần tông gãy chân cảnh sát cơ động. Ngay lập tức, đoạn clip trên đã được chia sẻ và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Danh tính hai thanh niên được xác định là Tô Ngọc Dũng sinh năm 1997, trú tại ngõ 18 phường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và Trần Ngọc Tùng sinh năm 1997 ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổ công tác 141 tại nút giao thông Nguyễn Công Trứ, Lò Đúc, Hà Nội cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi bị dừng lại kiểm tra đã không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy, tông vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động khiến chiến sĩ này gãy chân nằm bất động. Ngay sau đó, hai thanh niên bị khống chế đưa về chốt của tổ công tác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin truyền hình giao thông. Hẹn gặp lại vào bản tin lúc 14 giờ thứ 6 ngày 24 tháng 3. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.